Kính thưa quý vị, bây giờ là 4:01, chúng tôi sẽ tuyên đọc tiểu sử của ông Lại Đức Hùng. Ông Gioan Bautista Lại Đức Hùng, 1947-2023, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1547, nhằm ngày 23 tháng Giêng năm Đinh Hợi tại Thái Bình, Việt Nam. Từ trần hồi 2:23 sáng ngày 12 tháng 2 năm 2023 tại San Jose, California, Hoa Kỳ, nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Quý Mão tại San Jose, hưởng thọ 77 tuổi. Ông là con của cụ ông Lại Đức Chuẩn và cụ bà Nguyễn Thị Sâm. Ông xuất thân từ gia đình truyền thống quan lại. Từ đời ông nội Tri Châu tại Châu Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, cho đến thân phụ là Đại tá Lại Đức Chuẩn, trưởng phòng nhất Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, khóa 5 Hoàng Diệu, trường Võ Bị, Liên quân Đà Lạt. Ông là cựu học sinh trường Trung học Chu Nam Sài Gòn 1958-1965, cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam khóa 24, Đỗ Cao Trí. Trong thời gian làm việc tại đây, theo học 4 năm tại đây, ông là lực sĩ điền kinh của trường và đã tranh tài tại vùng 2 chiến thuật cùng với các bạn đồng khóa và các huynh trưởng cũng như niên đệ của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Trước khi ông gia nhập vào quân đội, ông cũng là từng lực sĩ điền kinh của Đại học Sài Gòn và đã tranh tài tại Viện Đại học Huế vào năm 1967. Ông là trưởng đoàn thanh niên nhân dân tự vệ cư xá sĩ quan Chí Hòa 1972. Ông đã lập gia đình cùng với cô Tạ Xuân Mai tại nhà thờ huyện sĩ Sài Gòn vào mùng 9 tháng 1 năm 1973. Ông đã lấy được văn bằng Master of Science Applied Mathematics Naval Postgraduate School Monterey, California 1973-1975. Ông cũng là tổng thư ký của Liên hội Người Việt Quốc gia Bắc Cali từ năm 1981. Là cựu sư sĩ điện toán Hewlett-Packard Cupertino 1982 đến năm 2000. Ông cũng là đồng sáng lập viên Hội Tết Fairground từ năm 1982, hơn 30 lần hội Tết. Nói rõ hơn là đã 32 lần hội Tết. Hội Tết Bính Dần năm 1886 đã có hơn 60.000 người tham dự trong 3 ngày cuối tuần, với sự tham dự danh dự của Thống đốc California George de Camisen. Hội Tết đặc biệt này là một trong những hội Tết Việt Nam lớn nhất và thành công nhất của người Việt Nam quốc gia hải ngoại. Ông cũng là thành viên trong Ủy ban Tổ chức Quốc hận 30 tháng 4, Black April, từ năm 1981 đến năm 2000. Ông cũng là một trong những ủy viên của Ủy ban Xây dựng Kỳ đài Việt Nam Cộng Hòa, Capitol Expressway, với cương vị là Tổng Thư ký Liên hội Người Việt Quốc gia Bắc California. Ông đã làm việc với Ủy ban Công viên Văn hóa Việt Nam ở thành phố San Jose để hoàn thành đài tưởng niệm cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ Hoa Kỳ và cờ California tại Capitol Expressway San Jose. Đại lễ dựng cờ đã được tổ chức vào ngày 23 tháng 6 năm 1991 với sự thành công tuyệt hảo với hơn 4.500 người tham dự. Ông cũng là đồng sáng lập viên Hội Đền Hùng Hải Ngoại, Đền thờ Quốc Tổ San Jose từ năm 1982. Và mới đây, trong tháng 2, quý cụ, kỳ lão cũng như quý vị ở trong Đền Hùng đã an vị hậu hiền Lại Đức Hùng tại Đền Hùng ở đường First Street. Nói tóm lại, trong những lễ hội quan trọng, đặc biệt hội 8 tháng 5, ông thường tổ chức cuộc rước đuốc tự do lửa nhân quyền chạy Việt giã từ San Francisco về San Jose, với sự tham dự của một số lực sĩ chạy Việt giã Việt Nam và Mỹ Tây Cơ. Ông luôn luôn tham dự tất cả mọi công tác cộng đồng, các trung tâm Việt ngữ Văn Lang, các đoàn hướng đạo, các hội hái hữu, cựu quân nhân, các tỉnh, các thành và rất nhiều các hội đoàn, đoàn thể khác. Ngoài ra, ông đã từng làm với hãng bảo hiểm New York Life và là người làm truyền thông, sáng lập ra Việt San Jose TV. Bản thân ông là người ưa thích thể thao, võ thuật và các công tác cộng đồng. Ông đạt được quyền nai nhất đẳng judo trong khi theo học tại khóa 24 Võ Bị Đà Lạt trong thời gian sớm nhất, bởi vì trước đó
ông đã là môn đệ của Thượng tọa Thích Tâm Giác tại trung tâm nhu đạo Quang Trung, Sài Gòn. Ông cũng là một lực sĩ bơi lội, lực sĩ bóng truyền, lực sĩ đen kinh, điền kinh của trường võ bị và tranh tài tại vùng hai chiến thuật. Bản thân ông đã dẫn một phái đoàn lực sĩ thể dục thể thao tham dự thi đấu tại Canada vào thập niên 1980. Sở thích của ông thích câu cá, cắm trại, vì trong quá khứ ông đã từng là hướng đạo viên từ năm 1958 của đoàn Châu Hồ, Sài Gòn. Ông ưa thích hát cộng đồng, karaoke, lễ kiều, khiêu vũ, nhào lộn, vân vân và vân vân. Nói tóm lại, huynh trưởng của tôi, ông Lại Đức Hùng, hòa đồng với tất cả mọi lứa tuổi và mọi tổ chức cũng như đoàn thể. Nói về quá khứ, ngay cư xá sĩ quan Chí Hòa thân yêu của chúng tôi, ông đã cùng một số thanh niên đã tổ chức 3 mùa trung thu cư xá vào năm 1964, 1965, 1966, mang các niềm vui cho các cháu bé tại đây. Công tác cộng đồng cuối cùng của ông là tham dự đại hội lần thứ 22 của Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam tháng 7, 2022 tại Nam California với Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu cũng như các khóa 17 cùng với hai ái nữ Xuân Quỳnh và Xuân Uyên. Ông luôn luôn tìm cách giữ gìn các truyền thống văn hóa người Việt quốc gia tại hải ngoại cho các thế hệ tương lai bằng cách hăng hái đóng góp trong việc giáo dục giới trẻ Mỹ gốc Việt vì sự khác biệt giữa quốc gia và cộng sản. Ông ra đi với muôn vàn tiếc thương của người vợ, của đại gia đình, của người vợ, hai ái nữ, hai con rể cùng với cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể người Việt gần xa và tất cả những ai đã từng hoạt động với ông. Hình ảnh năng nổ, giọng nói nhà binh oang oang, cử chỉ nhanh nhẹn và tràn đầy nhiệt huyết của ông Lại Đức Hùng sẽ còn in đậm nét trong tim của rất nhiều người Việt sinh sống tại Bắc Cali. Ông có những tâm huyết như sau, chúng tôi có thể đọc lại quý vị vài câu đối của chính bản thân ông ta. Nuốt hận ra đi, trách nhiệm hai vai còn mang nặng, Lại Đức Hùng 1977, và đã được ông Võ Đại Tôn với biệt danh là Võ Việt Linh đối lại như sau: quyết tâm trở lại Sơn Hà một cõi thỏa tang bổng. Ngoài ra, thi họa sĩ Vũ Hối đã cảm tác như sau vào năm 2000, và trong câu văn này có 4 câu và nó chứa đựng tên của huynh trưởng tôi là Lại Đức Hùng. Xin quý vị lưu ý: lại một xuân về trên đất khách, nghìn thương quê mẹ lắm bão bùng, quyết tâm tranh đấu ngày toàn thắng, xứng danh con cháu Đức Vua Hùng. Thi thư họa sĩ Vũ Hối, Hoa Thịnh Đốn, mùa xuân năm 2000, thân tặng anh Lại Đức Hùng. Nói tóm lại, chúng tôi phải kết luận bằng một câu: ông anh tôi có thể nói hơi quá đáng vì tôi là người gia đình, nhưng mà xin trân trọng một sự cống hiến thực thụ cho một người, cho cộng đồng, và xứng danh với câu đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh vì với núi sông. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây chúng tôi xin mời anh Mai Khuyên lên micro và xin anh Hoàng Thưởng chuẩn bị. Chúng tôi xin giới thiệu anh Mai Khuyên sẽ hướng dẫn toán phủ quốc quân kỳ, và xin mời anh Mai Khuyên. Kính thưa bà quả phụ Lại Đức Hùng, kính thưa quý niên trưởng Quân dân Cán chính Việt Nam Cộng hòa và quan khách, hôm nay chúng tôi toàn thể các chiến hữu Quân Cán chính Việt Nam Cộng hòa thuộc các quân binh chủng Việt Nam Cộng hòa đang tiếp tục đấu tranh cho một nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền, không cộng sản trên quê hương đất nước của Việt Nam. Chúng tôi quyết định căn cứ sự hy sinh dấn thân
cuộc đời của chiến hữu Lại Đức Hùng trong cuộc đấu tranh tự do cho Việt Nam. Truy tặng quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và phủ trên quan tài chiến hữu Lại Đức Hùng để bày tỏ sự tôn trọng, sự hy sinh của chiến hữu đã hiến dâng công lao, sức lực, thời gian và vật chất cho cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ cho Việt Nam, để không còn cộng sản trên quê hương đất nước của chúng ta và cho đồng bào tại Việt Nam, quê hương của chúng ta được an bình. Trân trọng kính chào quý vị. Và giờ đây là phút linh thiêng và quan trọng nhất trong cuộc đời của một cố chiến hữu đã ra đi vì sự hy sinh và dấn thân cho Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đứng lên để chuẩn bị đón tiếp toán quân danh dự tiến lên trong nghi lễ phủ cờ Việt Nam Cộng Hòa cho chiến hữu Lại Đức Hùng. Chúng tôi xin mời chiến hữu Hoàng Thưởng, sĩ quan điều hành và toán phủ cờ danh dự tiến lên trong nghi lễ. Trái quay chào tay chặt đèn tay suốt tiến về vị trí phủ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa lên quan tài của chiến hữu Lại Đức Hùng. Bên phải quay được bước. Lại Đức trái phải quay. Sau đây là nghi thức phủ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa lên quan tài chiến hữu Lại Đức Hùng, một người đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng Việt Nam tại Bắc California. Bắt đầu. Chú ý, nghi thức phủ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Nâng cờ. Phủ cờ. Tay chặt đem tay xuống. Các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi với ước nguyện phục vụ cho Tổ quốc Việt Nam, và sau đây nghi thức phủ quốc kỳ lên quan tài chiến hữu Lại Đức Hùng chấm dứt. Chào tay chào đem tay xuống. Trái phải quay.
được. Kính thưa quý vị, nghi lễ phủ cờ Việt Nam Cộng Hòa cho chiến hiếu Lại Đức Hùng đến đây chấm dứt. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý liệt vị. Và tiếp theo đây, chúng tôi xin mời ông Hồ Quang Nhật sẽ phát biểu đôi lời trong buổi lễ hôm nay. Xin mời ông Hồ Quang Nhật. Kính thưa quý thân bằng quyến thuộc nhà hiếu, kính thưa quý vị các chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kính thưa quý quan khách, kính thưa chiến hữu Lại Đức Hùng, chiều hôm nay ngay tại khánh đường này, biết bao nhiêu bạn hữu đã có mặt, đặc biệt là hiền thê của anh, hai ái nữ Xuân Quỳnh Xuân Quyên, hai chàng rể Benjamin Earl và bao nhiêu người em của anh đến từ Đức Quốc, từ Virginia và chị đến từ Florida, bạn hữu ngồi dưới kia đến đây để thăm viếng anh, đưa tiễn anh và vinh danh anh. Mới ngày nào anh hoạt động suốt trong hơn 40 năm trời tại Bắc California mà vẫn mệnh danh anh là người tổng thư ký muôn đời của Liên hội Người Việt gia Bắc California. Anh vẫn là một chiến sĩ bền bỉ đấu tranh cho Việt Nam tự do dân chủ không cộng sản. Và hôm nay anh không đứng, anh không ngồi, anh không đi đi lại lại mà anh nằm trong quan tài. Và trên quan tài đó có lá cờ yêu dấu, lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nói đến lịch sử, tiểu sử của Lại Đức Hùng, người ta phải trở về những thước phim của lịch sử Việt Nam, của cuộc biểu tình ngày 19 tháng 8 năm 1945, ngày mà một số thanh niên sinh viên học sinh xuống đường và biểu tình trước nhà hát lớn Hà Nội đưa độc lập tự do cho Việt Nam thoát khỏi bàn tay của người Pháp. Nhưng rồi chính mặt trận Việt Minh đã lợi dụng cho cuộc biểu tình đó để trương cờ đỏ sao vàng và biến cuộc biểu tình trở thành cuộc biểu tình của mặt trận Việt Minh. Để rồi sau đó một số thành phần thanh niên sinh viên Việt Nam và nhà cách mạng yêu nước đã vào chiến khu để tranh đấu cho một đoàn Việt Nam độc lập. Nhưng rồi với bộ mặt giả trá của mặt trận Việt Minh, một sau đó vài tháng một số nhà cách mạng đã trở về thành lập một mặt trận quốc gia. Trong đó có nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tự Tam, có Lý Đông A, có Trương Tử Anh và đặc biệt có các chàng trai trẻ Lại Đức Dũng, năm đó 17 tuổi. Chàng trai Lại Đức Dũng rời bỏ Thái Bình lên Hà Nội gia nhập quân đội quốc gia tháng 7 năm 1951. Lúc bây giờ cậu bé Lại Đức Hùng mới có 4 tuổi, nhưng đã được thân mẫu đưa ra gặp thân phụ trước khi chàng thanh niên tuổi trẻ Lại Đức Dũng xuôi nam lên Đà Lạt gia nhập trường Võ Viện Liên Quân Đà Lạt, sau này đổi thành trường Võ Viện Quốc gia Việt Nam. Vào trường năm 1951 và tốt nghiệp năm 1952 với các bậc thiếu úy được bổ sung cho các mặt trận hòa bình Cao Bằng, Lạng Sơn. Năm 1953, Trung úy Lại Đức Dũng được di chuyển sang được bổ nhiệm vào chức vụ quân đoàn ra Huế. Tháng 5 năm 1954, sau 4 tháng, lòng chảo Điện Biên Phủ bị bao vây, bị dội bom hàng ngày. Thế là thất thủ, kéo theo hiệp định Geneva chia đôi đất nước. Hàng triệu đồng bào đã rời bỏ quê hương. Sở dĩ người ta nói đến cái cuộc kháng chiến của năm 1945 là nói đến hiệu người chiến sĩ họ Lại, Lại Đức Hùng.
đã nhận được cái hào khí, óc tổ chức và tài lãnh đạo của người cha quân là Lại Đức Chúa. Thế rồi những ngày tháng trôi qua, năm 1965, chàng tuổi trẻ Lại Đức Hùng đầu tuổi tài hai tưởng rằng sẽ tiếp tục con đường khoa học như tên đại học khoa học, nhưng sau đó rời bỏ đại học khoa học để gia nhập trường võ thuật quốc gia Việt Nam khóa 24 khóa đỗ cao trí. Tốt nghiệp khóa 24 đỗ cao trí, thiếu úy Lại Đức Hùng được thuyên chuyển về bộ tổng tham mưu, mang một năm sau lên trung úy, và rồi cuộc đời của Lại Đức Hùng đã có sự thay đổi. Ngày 9 tháng Giêng năm 1973, Lại Đức Hùng quyết định rời bỏ cuộc sống độc thân vui tính để gặp người con gái họ Tạ, Tạ Xuân Mai. Họ đã làm lễ cưới thật đẹp tại nhà thờ huyện sĩ. Lấy nhau tháng Giêng, 10 tháng sau họ sinh đứa con đầu lòng Tạ Đức Dũng. Niềm vui chưa chấm dứt thì nhận được bức thư của trường Hải quân Hoa Kỳ, Naval Postgraduate Academy. Thế là chàng trung úy Lại Đức Hùng lên đường du học tại Hoa Kỳ. Theo chương trình dữ liệu, tháng 6 năm 1975, trung úy Lại Đức Hùng sẽ tốt nghiệp và trở về phục vụ đất nước. Nhưng ở đời có ai biết được chữ ngờ. Có ai ngờ đâu quân lực hùng mạnh nhất Đông Nam Á lại cái bỏ cuộc chơi với một đạo quân mang dép râu của Hà Nội. Và rồi đoàn xe tăng T-54 tiến vào thành phố Sài Gòn buổi sáng hôm đó. Buổi sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, người ta biết rằng mình đã mất quê hương, mất tự do, mất tất cả. Bên bờ đại dương này, trung úy sinh viên sĩ quan trường Hải quân Hoa Kỳ là Đức Hùng biết rằng mình mất tất cả. Trong nước mắt, trung úy Lại Đức Hùng rời bỏ quân trường Hải quân, lên San Jose bắt đầu sinh sống và lập nghiệp. Có ai ngờ đâu, những ngày tháng sau đó là những ngày tháng đấu tranh cực lực, chiến đấu với bộ cộng sản nằm vùng. Có ai quên được cái trận đánh vào Đại học Berkeley của bộ phản chiến? Có hai cánh quân, một cánh quân do đại tá Mã Sinh Nhơn hướng dẫn và một cánh quân do đại tá Vũ Quang Lộc hướng dẫn, và người điều khiển chung cuộc là trung úy Lại Đức Hùng. Và bộ cộng sản tại Berkeley đã tan hàng. Có ai quên được cái cuộc đấu tranh San Francisco với tờ báo Cái Đình Làng? Rồi những cuộc biểu tình 30 tháng 4, tất cả như những thước phim quay lại. Và cuộc đời, ai quên được? Ai quên được những năm 1990, 1991, 1992, khi những chiến sĩ anh hùng của Nam Cộng Hòa, những chiến sĩ HO đến bờ bến Hoa Kỳ và sân Lại Đức Hùng đã tổ chức cuộc đón rước trọng thể. Và cũng không ai quên được đón rước thân phụ của mình là đại tá Lại Đức Dũng đến Hoa Kỳ, phi trường San Francisco. Những mùa xuân lại đến tới quê hương mới, những cái Tết đến người ta cảm thấy nhớ như hương vị của một Việt Nam. Thế là hồi Tết ra đời, hồi Tết đầu tiên, hồi Tết năm 1983 ở trường San Jose High School, rồi những hồi Tết kế tiếp ở Fairground. Người ta đến với hồi Tết Fairground tìm thấy tình tự dân tộc với những con đường đại lộ thống nhất, đại lộ Trần Hưng Đạo, Ải Nam Quan, tất cả trở về với quá khứ vương Việt Nam anh hùng độc lập. Người ta sao sắp quên được những buổi tối bắn pháo bom thông điệp hướng về quê hương, được hai đài tiếng Hoa Kỳ và BBC tiếp vọng. Rồi thời gian trôi qua, không ai quên được kỳ đài Việt Nam ở sân đường Capitol Expressway được thiết dựng. Và rồi buổi tối hôm đó, buổi tối ngày 11 tháng 2 năm 2023, hiền thê Tạ Xuân Mai cùng hai ái nữ Xuân Quỳnh, Xuân Quyên cùng hai chàng rể Benjamin và Earl đã tổ chức buổi tiệc mừng 77 năm sinh nhật cho người chiến sĩ Lại Đức Hùng. Người chiến sĩ Lại Đức Hùng
trong nước mắt nghẹn ngào nhìn thấy cái nến mang sai số 77, cảm niệm cuộc đời. Cuộc đời của buổi hoàng hôn, của tình nghĩa phu thê 50 năm và của tình cha con. Trong hạnh phúc tuyệt vời đó, ngay buổi tối hôm đó, hạnh phúc đã hòa vỡ vào lúc 2 giờ 23 phút sáng ngày 12 tháng 2 năm 2023. Người chiến sĩ Lại Đức Hùng đã thanh thản ra đi để về với Chúa. Quả thật là hạnh phúc. Chiến sĩ Lại Đức Hùng đã về với Chúa, về thiên quốc. Nơi đó không có tranh chấp, không có hận thù, chỉ có tình yêu muôn thuở. Và chiều hôm nay, tất cả chúng tôi đến đây để đưa tiện để nói lời với chiến hữu Lại Đức Hùng. Xin người anh em, người chiến hữu Lại Đức Hùng lên đường bình an về với Thiên Chúa. Và tiếp theo đây, chúng tôi được trân trọng mời anh Nguyễn Đức Quyền và Võ Bị, Bắc California. Kính thưa quý tăng quý, kính thưa quý cựu sinh viên sĩ quan trường Hội Việt Quốc gia Việt Nam, kính thưa tất cả hội đoàn thân hữu, hôm nay tôi hân hạnh được đại diện cho Hội Phụ nữ Bắc Cali, trường Hội Việt Quốc gia Việt Nam để phát biểu đôi lời. Thực ra, đúng ra người phát biểu hôm nay là anh hội trưởng Minh Đức Nguyễn Văn Phép. Tuy nhiên vào phút cuối, con gái đã đem cháu gái đến để nhờ ba mình dự để cô ta có cái chuyện đi học cần gấp. Do đó là niên trưởng của tôi đã gửi qua tôi và tôi đọc cái bài này của niên trưởng tôi đã viết sẵn. Xin cảm ơn. Trước hết, chúng tôi xin thay mặt Hội Cựu sinh viên sĩ quan trường Hội Việt Quốc gia Việt Nam Bắc Cali thành kính phân ưu cùng tán quyến của cựu sinh viên sĩ quan Lại Đức Hùng khóa 24. Sự ra đi vĩnh biệt của một người em, người anh, người chồng, người cha, người ông là một sự mất mát to lớn trong toàn gia quyến. Trong quá trình hoạt động của cựu sinh viên sĩ quan Lại Đức Hùng khóa 24 đã có nhiều sinh hoạt đáng kể tại quận hạt Santa Clara. Tại đầu thập niên 80, cựu sinh viên sĩ quan Lại Đức Hùng đã thứ nhất tổ chức những cuộc biểu tình tại thành phố San Jose và San Francisco để phản đối cộng sản, vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Thứ hai, tham dự diễn hành ngày lễ cựu chiến binh Hoa Kỳ. Thứ ba, tham dự diễn hành tại thành phố Santa Clara, Hội Võ Bị, tham dự với khối quân quốc kỳ đã đạt được giải nhất trong số hơn 100 đơn vị tham dự. Tiếp tục là tổ chức biểu tình ngày quốc khánh 30 tháng 4, tổ chức hội chợ Tết và nhiều tổ chức khác nữa. Cựu sinh viên sĩ quan Lại Đức Hùng đã giới thiệu cho những cộng đồng không phải là người Việt biết đến những sinh hoạt của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản trong quận hạt Santa Clara. Riêng Hội Phụ nữ Bắc Cali, California, cựu sinh viên sĩ quan Lại Đức Hùng cùng là người tích cực hợp tác từ lúc hội đoàn còn trong giai đoạn phôi thai. Sự ra đi của cựu sinh viên sĩ quan Lại Đức Hùng là một mất mát không ít trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại quận hạt Santa Clara. Đối với khóa 24, sự ra đi vĩnh viễn của cựu sinh viên sĩ quan Lại Đức Hùng đã làm cho khóa 24 đã mất đi người bạn đồng hành, đã nhiều năm dấn thân và chia sẻ từ những hiểm nguy, những buồn vui trong đời binh nghiệp và cuộc đời lưu vong. Chúng tôi, Hội Cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam Bắc Cali thành kính chia buồn cùng khóa 24. Đối với Hội Võ Bị Bắc Cali, từ nay vắng bóng một cựu sinh viên sĩ quan đã một thời cùng nhau chia sẻ vui buồn trong những ngày sống lưu vong. Hôm nay, tôi xin đại diện Hội Cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam là những người đồng môn đã một thời cùng cựu sinh viên sĩ quan Lại Đức Hùng chia sẻ trách nhiệm trong cuộc chiến. Chúng tôi xin thành kính cầu nguyện linh hồn
cựu sinh viên sĩ quan lại được cùng quả hâm bốn sớm về nước thiên đàng cùng Thánh Chúa và thành thật chia buồn cùng tán quyến và bạn hữu. Trân trọng kính chào cựu sinh viên sĩ quan. Lưu ý chào tay chào đem tay xuống. Xin tất cả quý vị sinh viên sĩ quan tiếp tục chúng ta thắp nhang, từng người thắp nhang cho sinh viên sĩ quan lại được không? Xin cảm ơn. Chúng tôi xin cảm ơn Hội Võ Bị Bắc California cũng như các huynh trưởng hay niên đệ của trong trường Võ Bị hay các bạn đồng khóa của huynh trưởng của chúng tôi là anh Hải Đức Hùng, khóa 24, trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Trân trọng. Và sau đây chúng tôi xin mời anh Lê Kiệt, người bạn đồng khóa của anh Hùng. Anh Lê Kiệt, khóa 24, Đỗ Cao Trí. Xin mời anh Lê Kiệt lên podium. Thưa quý vị, đó là một điều hạnh phúc vô biên. Anh Lê Kiệt là một người phù rể cùng với anh Diệp Thuận trong lễ cưới của anh Hùng và chị Mai vào ngày 9 tháng 1 năm 1973 tại Sài Gòn. Xin mời anh Lê Kiệt. Trước hết, tôi xin kính chào quý vị đại diện giữa các hội ở đây, các anh em cựu chiến sĩ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, các anh chị em, các ông bà. Hôm nay tôi lên đây là để nói đôi lời về những cái kỷ niệm của tôi đối với anh Đại Đức Hùng. Tôi là bạn của anh Đại Đức Hùng, đã sống cùng chung đại đội, ở cùng chung phòng từ lúc nhập trường năm thứ nhất tới khi mãn khóa 4 năm. Và chúng tôi sở dĩ thân thiết với nhau là bởi vì chúng tôi có nhiều cái tương đồng với nhau. Chẳng hạn như là chúng tôi cùng một sở thích đi câu, đi du lịch. Có những cái sở thích mà hồi nãy giờ cũng không có đọc là cái sở thích hai bài bạc. Lúc mà trong nghỉ phép không có gì làm thì chúng tôi hay ngồi với nhau để mà đánh bài cho vui, rồi có thể thức là thể thao. Thì anh Hùng đó là một người rất là giỏi về volleyball. Ảnh là tay đập là rất là đặc sắc, ảnh lên mà ảnh đập mà ảnh phá lưới là không đỡ nổi đó. Rồi bởi vậy khi mà ảnh lập gia đình thì tôi có được hân hạnh là phù rể, được làm phù rể, được làm phù rể cho anh. Rồi mỗi tuần thì chúng tôi cũng liên lạc nói chuyện, trao đổi về những cái sở thích với nhau. Rồi hôm nay thì ảnh ra đi thì để lại rất nhiều thương tiếc của khóa 24 đối với anh. Riêng tôi thì tôi đã đi từ New Orleans, tôi bay qua đây để đưa anh đi đến nơi cuối cùng. Tôi cũng muốn nói với lại riêng anh Hùng là ngày trước ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa chúng ta có 4 vùng chiến thuật, thì chúng tôi thường nói đùa với nhau là vùng năm có 5 vùng chiến thuật. Cái vùng chiến thuật thứ 5 là cái vùng đi qua bên kia. Thì hôm nay chúng tôi xin tới để tiễn đưa anh Hùng đi về vùng 5 chiến thuật. Rồi trước sau này thì chúng tôi cũng sẽ nhận sự vụ lệnh để đi về vùng 5 chiến thuật. Bây giờ là chỉ là kẻ đi sau đưa người đi trước. Rồi trước sau là chúng ta cũng phải về trình diện ở quân khu 5. Chúc anh trình diện đi đường được bình an. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ một chiến hữu hải quân, chúng tôi xin mời ông Phạm Phú Nam, khối quân y của Bộ Tư lệnh Hải quân. Xin mời ông Phạm Phú Nam. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, kính thưa bác gái Lại Đức Hùng, chúng tôi xin quý vị thông cảm cho ngày hôm nay lên đây vẫn phải đội nón là bởi vì tôi đang bị mắc bệnh
ung thư não, cho nên cũng cần phải có cái nón đội thường xuyên. Xin quý vị thông cảm cho. Thưa với quý vị, ở trong cộng đồng có lẽ ít quý vị biết rằng là chúng tôi với ông Lại Đức Hùng là chỗ họ hàng. Ông cụ ngoại của chúng tôi là Lại Tư, là họ hàng anh em họ với cụ ông Lại Đức Chuẩn. Và trong vai vế ở họ hàng thì chúng tôi là phận con cháu phải gọi ông Lại Đức Hùng là bác, cũng như là gọi bác Toàn, bác Tín ở đây là bác. Và hôm nay cháu Phạm Phú Nam xin được đại diện cho dòng họ Lại ở phía bên vợ đến đây để đại diện cho gia đình cố bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh, gia đình bác sĩ Lại Quốc Kỳ, để chia buồn cùng với bác gái Lại Đức Hùng, cùng với các bác Toàn, bác Tín và tất cả các bác ở trong gia đình của bác Lại Đức Hùng. Xin được có lời chân thành chia buồn. Và hôm nay thưa với quý vị, tôi đã có dịp làm việc với bác Lại Đức Hùng 31 năm, nhưng hôm nay là lần đầu tiên được nghe một bản tiểu sử rất là oai hùng và rất là độc đáo của bác Lại Đức Hùng. Và tôi xin được cùng chia sẻ với quý vị, tôi hết sức ngưỡng mộ về một người cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một cựu sinh viên của trường sĩ quan võ binh quốc gia Việt Nam, một trường quân sự mà chúng tôi thời xưa đã rất là ngưỡng mộ và hằng mong ước được có cơ hội vào trường học. Hôm nay được nhìn thấy các cựu sĩ quan cũng như được nghe tiểu sử của một vị cựu sĩ quan, chúng tôi rất lấy làm hãnh diện. Và hôm nay thêm một lần nữa xin được chia sẻ niềm hãnh diện đó với toàn thể quý vị. Và cháu xin được một lần chia buồn cùng với bác gái Lại Đức Hùng, bác Toàn, bác Tín cùng các bác. Chúng tôi xin cảm ơn ông Phạm Phú Nam. Và sau đây chúng tôi rất hân hạnh để được mời cựu sinh viên sĩ quan Trần Văn Giỏi, khóa 26, đại diện cho Tổng hội Võ bị Quốc gia Việt Nam. Ông Trần Văn Giỏi cũng là đương kim hội trưởng Hội Võ bị Quốc gia Nam California. Chúng tôi xin mời ông Trần Văn Giỏi. Kính thưa chị Lại Đức Hùng, khóa 24 và Tăng Quyết. Kính thưa quý cựu sinh viên sĩ quan Võ bị, quý phu nhân cùng toàn thể quý vị tham dự tang lễ ngày hôm nay. Tôi, cựu sinh viên sĩ quan Trần Văn Giỏi, khóa 6, xin được đại diện Tổng hội Võ bị và Hội Võ bị Nam Cali chân thành gửi lời chia buồn cùng chị Lại Đức Hùng và Tăng Quyến. Sự ra đi của niên trưởng Lại Đức Hùng là một sự mất mát lớn lao đối với gia đình và đối với Tổ quốc Việt Nam. Nó mất đi một người con ưu tú, trường Võ bị Quốc gia Việt Nam mất đi một sinh viên sĩ quan xuất sắc và để lại một niềm thương tiếc đối với tất cả cựu sinh viên sĩ quan Võ bị, nhất là các cựu sinh viên sĩ quan khóa 4, vì đã cùng niên trưởng Lại Đức Hùng được huấn luyện 4 năm dài trong trường Võ bị và cùng nhau chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Khi sang sống ở Hoa Kỳ, niên trưởng Lại Đức Hùng đã bỏ thời gian công sức xây dựng Tổng hội Hội Võ bị Bắc Cali, cùng góp phần xây dựng Hội đoàn Cộng đồng Người Việt Quốc gia, đặc biệt lưu tâm hỗ trợ và gây dựng Tổng đoàn Thanh thiếu niên đa hiệu trên toàn thế giới. Với hy vọng con cháu của Võ bị sẽ tiếp bước cha ông đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Nay Tổ quốc Việt Nam, Tổng hội Võ bị trên toàn thế giới và Tổng đoàn Thanh thiếu niên đa hiệu đang cần tài năng, kinh nghiệm
của niên trưởng thì bất ngờ niên trưởng đã ra đi, đi thật xa, để lại bao thương tiếc đối với gia đình và tất cả cựu sinh viên sĩ quan võ bị trên toàn thế giới, kể cả tại quê nhà. Một lần nữa xin được đại diện Tổng hội võ bị và Hội võ bị Nam Cali xin chia buồn cùng chị Lại Đức Hùng và các cháu cùng tăng quyến, nguyện cầu Thiên Chúa đưa linh hồn của John Bautista Lại Đức Hùng sớm về nước thiên đàng. Và sau cùng xin gọi lời thiên tiếp, kính chào vĩnh biệt niên trưởng Lại Đức Hùng, khóa 4 của trường võ bị quốc gia Việt Nam. Giờ đây chúng tôi mời đến một người truyền thông không quân Lê Văn Hải, tuần báo Thằng Mõ, khóa 73 phi hành. Xin mời ông Lê Văn Hải. Kính thưa chị Mai, các con, các cháu của anh Lại Đức Hùng và tất cả quý quân khách. Trước nhất, tôi xin được thay mặt tuần báo Thằng Mõ, khóa 73A phi hành, Hội truyền thông người Việt Bắc Cali, xin gửi lời chia buồn đến tăng quyến về sự mất mát lớn lao mà không có gì có thể bù đắp. Quý vị mất người thân, chúng tôi cũng mất một người anh, cũng mất một chiến hữu luôn luôn có tấm lòng nhiệt huyết và đã sinh hoạt với anh em chúng tôi gần 40 năm nay. Trong niềm tin vào Chúa thì sự chết chỉ là một sự đổi thay, và tất cả những việc làm tốt đẹp của anh Lại Đức Hùng giống như là Chúa đã nói, đó là chỉ cần cho một người bé mọn một ly nước, Chúa cũng đã hủy công. Thì những việc làm của anh Lại Đức Hùng rất là nhiều cho tha nhân, cho cộng đồng, và chắc chắn Chúa sẽ đón rước linh hồn John Bautista về nước thiên đàng. Và sau đây tôi xin được phép được hát. Tôi ca không hay, nhưng tôi muốn được hát một câu để tặng người anh, người thân yêu mà tôi rất là thương mến. Thưa quý vị, ngày mai là bước vào tháng 4, và ngày hôm nay đó là tôi lại thêm một cái nỗi buồn nữa. Chiều nay có một người vì tan buồn gọi anh em, còn ai hay mất ai, còn bao nhiêu thằng sông pha chiến khu, và bao nhiêu thằng trong những lao tù. Xin cho tôi được một lần, xin cho tôi lại bờ rừng, ở nơi rừng quân cư, cho tôi xin lại ngọn đồi nơi từng chiến đấu với nhau, cho tôi xin một lần chào, chào bao nhiêu người đã khuất, cho tôi xin một mộ phần bên ngàn chiến hữu của tôi. Vô cùng thân thiết, chúng ta vỗ tay chào mừng các cháu trong đoàn thanh thiếu niên đại diện. Mời cháu ra bên ngoài. Kính thưa cô Xuân Mai,
phu nhân của chú Lại Đức Hùng, em Nguyễn Nhi và Tôn Đông Bậc, Tăng Khuyến, con là Quốc Vinh, con của cựu sinh viên Võ Bị Đà Lạt khóa 24 cùng khóa với chú Hùng ở đây, cùng với Trang và chị Thủy đến đây để thứ nhất là chúng con xin chia sẻ với Tăng Khuyến. Cô đã mất đi một người chồng và hai em, mất đi người cha. Nhưng cái nỗi mất mát cũng rất là to lớn đối với cộng đồng của người Việt ở hải ngoại nói chung. Đó là sự mất mát của một người chiến sĩ luôn luôn năng nổ, tích cực, nhiệt thành và đầy cái tinh thần nhiệt huyết để mà mang lại những cái sinh hoạt cho cộng đồng của người Việt và đặc biệt là ở vùng Bắc Cali. Chúng ta mất đi một cái người hoạt động và mất đi một cái người giống như là trong các cái lãnh đạo và các phong trào. Và cái điều đó làm cho chúng con thế hệ của thế hệ sau, sinh ra sau trong và sau chiến tranh, cảm thấy mình mất mát đi một cái lối sống. Khi mà chúng ta ra đi khỏi Việt Nam đó, thì chúng ta mất cái quê hương Việt Nam, nhưng mà chúng ta còn được mang theo những cái hình ảnh của những lá cờ, của những cái Tết cổ truyền, của những cái phong tục tập quán, của những câu hè đối vọ hò, những bài ca tiếng hát. Và sang đây chúng ta có cái cơ hội để gặp lại nhau, để sinh hoạt, để nhắc nhớ lại với nhau. Và chú Hùng phải nói là một trong những người tiên phong, những người mạnh mẽ và những người liên lỉ hoạt động, có mặt hầu hết trong tất cả mọi sinh hoạt. Chúng ta mất đi một cái hình ảnh rất là, một cái hình ảnh rất là nổi bật, một người mà liên tục sinh hoạt. Và các em, các bạn thanh niên đã hiểu, cũng mất đi một cái người lãnh đạo, một cái người đứng đằng sau lưng để mà phải nói là luôn luôn thúc đẩy các em và các cháu hoạt động bên cạnh nhau. Con là Cao Diệp Đông Tra, khóa 16 thế hệ 2, thì ngày hôm nay con đến để chia buồn cùng với cô và gia đình. Con có một cái mối quan hệ rất là gần gũi với chú Hùng trong những năm tháng. Chú là người đã khó chăm tụi con về cái vấn đề sinh hoạt của thanh niên lưu hiệu. Hôm nay thì con đến để chia buồn cùng cô và gia đình. Chúng tôi hân hạnh được mời ông nghị viên biên đoàn của khu vực 7 của San Jose. Mời ông biên đoàn. Kính chào quý vị, quý khán giả. Tên tôi là biên đoàn, tôi là nghị viên trong khu vực 7 thành phố San Jose này. Ngày hôm nay mình rất là tiếc là chúng ta bị mất chú Hùng trong cộng đồng của mình. Chú Hùng là một người anh hùng, một người hy sinh tất cả vì cộng đồng, cho cộng đồng. Tôi sẽ học theo cái cách hoạt động, cái cách kiên nhẫn và cái lòng thương quê hương của mình như chú Hùng. Chúng tôi tới ngày hôm nay để chia buồn với gia đình và cộng đồng. Ngày hôm nay, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và sau đây, chúng tôi xin mời cô Betty Dương, đại diện cho bà Cindy Chave, giám sát viên của khu vực 2. Xin mời bà. Hôm nay là Betty đại diện cho giám sát viên Cindy Chavez và đồng thời cho giám sát viên Otto Lee. Rất tiếc là người đại diện của văn phòng Otto Lee không có tới được vì có vấn đề gia đình, chuyện gia đình trên không tới, cho nên Betty xin thay mặt dù hôm nay. Betty rất là cảm ơn gia đình của chú Lại Đức Hùng và chú Lại Đức Hùng đã tổ chức cho cộng đồng có thể là mình vẫn chưa gặp nhau, nhưng mà Betty đã được benefit from it, được hưởng. Cho nên xin cảm ơn và thay mặt cho quân hạt Santa Clara, cảm ơn gia đình và cảm ơn chú Lại Đức Hùng và xin chia buồn. Thank you. Và bây giờ chúng tôi trân trọng mời một vị cao niên, mình nói chuyện vui là chín bó trở lên, nhà văn Giao Chỉ, đại tá Vũ Văn Lộc. Thưa toàn thể quý vị, thì lúc nay tôi ngồi đây tôi có coi được một cái tấm hình của anh Lại Đức Hùng tiếp tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tôi thấy ở trên cái bức hình đó thì ngoại trừ ông Hùng thì còn lại trong những ngày gần đây
còn tất cả những người ở trên hình nó đều chết hết. Tôi cũng xin thưa quý vị là chúng ta thì ai rồi cũng chết, nhưng mà ở cái tuổi của tôi với bạn của tôi đó thì không thể nào nói là Hùng nó lại chết trước chúng tôi được. Thế mà một hôm nọ đó, chị Hùng chỉ điện thoại cho tôi buổi sáng, thì tôi mới thấy cái số điện thoại của anh Hùng mà cô ấy lại kêu, thì tôi thấy nó lặp lại. Thì cô ấy nói này là anh Hùng mới chết. Thì tôi cũng thấy cái chuyện nó không thể xảy ra được. Nhưng mà rồi thì anh ấy cũng ra đi. Đối với tôi thì tôi đã thấy nhiều người chết lắm, bạn bè của tôi cũng chết hết. Nhưng mà cái người mà chết như anh Lại Đức Hùng thì tôi thấy rất là bất ngờ. Không thể như vậy được. Mặc dù ông cũng trên 70 tuổi rồi. Thì tôi cũng xin nói với quý vị biết một cách sơ lược là tôi với anh Hùng với ông Nhật đây đấy là liên hệ với nhau như thế nào. Khi mà gia đình chúng tôi về đây vào cái thời kỳ giữa năm 75 đó, thì người đầu tiên mà tôi gặp là ông Lại Đức Hùng. Thì tôi là bạn với bố ông ấy, là ông Lại Đức Chuẩn, thì cùng làm ở Bộ Tổng Tham mưu. Thì khi tôi đi được thì ông Chuẩn ông ở nhà, ông đi tù. Thì tôi không có ngờ là sẽ gặp người con của ông ở bên này. Thì cái năm 75 mới là cái năm đau thương, ai cũng buồn. Nhưng mà Lại Đức Hùng hôm đó không buồn. Là bởi vì anh Lại Đức Hùng anh nghĩ rằng là nếu mà không có ai qua được thì anh ấy buồn lắm. Anh ấy đi đón những người tị nạn như chúng tôi một cách rất là vui vẻ. Ông bảo may quá, có mấy ông qua đây chứ không thì chúng tôi chết. Thế bên cạnh ông Hùng ấy thì có một ông nữa, là ông Nguyễn Bá Trạc. Ông Nguyễn Bá Trạc và ông Lại Đức Hùng hai người cùng đi học ở Monterey, học chương trình khác nhau. Và hai ông đó là rất là vui mừng để đón tiếp những người tị nạn đứng đây trong 75. Anh ấy hoạt động như vậy là vào quán phải trên 30 năm. Và anh ấy là người tổ chức, tham dự tổ chức 27 hội Tết. Hôm nay thì kể công ra một lần nữa, chứ giữa anh em ngồi với nhau thì cũng không có kể công ra đâu, cũng kém tị nhau, anh này làm nhiều anh nhau ít. Nhưng mà hôm nay công tất cả phải giao ra lại Đức Hùng. Tôi là người tương đối làm ít bởi vì tôi già. Tôi bị mang tiếng nhiều nhưng mà tôi cũng được công trạng nhiều là nhờ Lại Đức Hùng. Thưa quý vị, tôi rất tiếc những năm cuối cùng này, hội, liên hội của anh hết tiền, họ Lại cũng hết tiền, không có làm hội Tết được. Mà anh em đông đảo như này đấy, là đi về Việt Nam ăn Tết sớm hơn, thành hội Tết càng ngày càng yếu đi. Cho nên anh ấy bảo rằng là bây giờ tôi phải đi công. Anh ấy nghỉ mấy năm liền, anh ra ngoài Thái Bình Dương anh đi công. Đó là Lại Đức Hùng phải đi tìm những cái công, những bạn câu không có. Không có anh nào đi câu với ông Lại Đức Hùng cả. Thành Lại Đức Hùng chỉ có một mình thôi. Anh ấy buồn, anh ấy ra đi đấy. Anh không có bạn câu. Anh đi tìm bạn câu ở bên Thái Bình Dương. Nhưng mà anh có hứa rằng là hãy khi nào phong ba bão táp mà cần đến anh ấy thì Hùng sẽ trở về. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Và để bây giờ chúng tôi xin mời ông Hoàng Thế Dân. Ông Hoàng Thế Dân sẽ đến và nói đôi điều. Tôi có thể có lầm hay không, nhưng mà hình như là ông Hoàng Thế Dân hồi xưa cũng học chung ở trong trường Nevo Monterey phải không anh? Dạ thưa đúng, xin mời anh. Kính thưa quý Tăng Quyến, đại diện cho cơ sở Việt Tân ở Bắc California, chúng tôi xin được ân cần chia buồn nỗi mất mát vô cùng lớn lao với chị nhà, với tất cả các con của anh Lại Đức Hùng.
chúng tôi cũng muốn được chia buồn với khóa 24 trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt và chia buồn với tất cả các phối trí viên và những người đã từng làm việc trong hội Tết với bác Vũ Văn Lợi, với bác Hồ Quang Nhật và với anh Lại Đức Hùng và rất nhiều người khác. Xin được vĩnh biệt đảng ấy và một lần nữa cúi đầu cảm ơn tất cả những gì mình đã hiến dâng lúc mình còn sống. Sẽ hẹn gặp đảng ấy một tương lai trong tương lai. Xin chào quý vị. Xin cảm ơn anh Hoàng Thế Vân. Và bây giờ đây, chúng tôi xin mời đến Trung tâm Việt ngữ Văn Lang. Và người được ký danh ở đây là ông Võ Lịch. Chúng tôi xin mời. Kính thưa bà có phục lại được không? Kính thưa toàn thể nhà quyến. Kính thưa quý ông bà đã đại diện các hội đoàn và các bạn bè thân hữu của nhà quyến. Kính thưa quý vị, về tiểu sử hoạt động và đóng góp cho cộng đồng của ông Lại Đức Hùng, nãy giờ thì quý vị đã trình bày rất là đầy đủ. Tuy nhiên, tôi xin nhắc lại một việc ông Lại Đức Hùng là hoạt động cho cộng đồng mà tôi nhớ hoài và tôi thấy đây là công lao rất là lớn. Ông Lại Đức Hùng là người sáng lập hội Tết Fairground tại San Jose, Bắc California. Ông đóng góp rất lớn trong việc tổ chức hội chợ Tết. Và lúc đó, cộng đồng Việt Nam chúng ta có nơi để du xuân trong hơn 2 thập niên. Lúc đầu tị nạn tại vùng Bắc California này, đó là một đặc công đã làm đóng góp rất là lớn của Lại Đức Hùng mà tôi ghi, mà tôi xin nhắc lại đây thôi. Hôm nay tôi thay mặt cho ban điều hành và trung tâm Việt ngữ Văn Lang San Jose xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến với toàn thể gia quyến. Và chúng tôi muốn cầu nguyện cho linh hồn của ông Lại Đức Hùng sớm lên thiên đàng để hưởng nhan Thánh Chúa. Thành kính chia buồn. Chúng tôi xin cảm ơn ông Võ Lịch. Trung tâm Việt ngữ Văn Lang đã thành hình rất lâu lắm rồi. Mà giờ đây, hai người là học sinh của Trung tâm Việt ngữ Văn Lang sẽ xuất hiện. Đó là hai ái nữ của ông Lại Đức Hùng. Chúng tôi xin mời hai cháu Lại Xuân Quỳnh và Lại Xuân Nguyên lên podium để phát biểu đôi lời. Và các con trẻ có thể đi theo, Ben and Philip together. Today you'll hear a lot about my dad, what my dad has done for the community, and I have a unique opportunity to share who he was as a family man. It's hard to know where to start. It's the day that I've been treading since the day my dad passed. And to be honest, I'm standing up here still and barely breathing. It's been 1 month, 2 weeks, and 5 days since I've watched my dad take his last breath. I wonder what people mean when they say that things will get easier. It has not felt like things have gotten easier. I knew my dad wasn't going to live forever, but somehow I convinced myself that he was never going to die either. Maybe that was because I couldn't imagine a life without him. There are 4 major things my dad has taught me growing up. Family is always number one. Be proud of being Vietnamese. Be a good and kind person. Whatever I decide to do in life, be a leader. I have many wonderful stories of my dad, of course I do. He was noble, generous, and a loving dad. I was the epitome of a daddy's girl. When I was little, I would follow him around to all of the freedom rights parades, Vietnamese Tet Festival at the fairgrounds, community events and celebrations. I would follow him anywhere. I admire the way that he would be able to command a room of 10 people, the same way he commanded tons and thousands of people on the podium at Santa Clara Fairgrounds. If you know him, you know that he did not need a microphone. His voice can project across a football field. Many of you know that I've often traveled between Chicago and San Jose. Last year, I took 36 flights. I came back to help take care of my dad as his health started to decline over the years, and because he needed me. Every time I left San Jose, no matter how tired and weak my dad,
My dad had been. He would always walk me to the car, open the door for me, give me a big hug, and tearfully tell me how much he loves me. I have these memories replayed in my mind of my dad standing in the middle of the street, watching and waiting for my lift to disappear from his sight. Before my lift could even make it to the airport, which is only 8 minutes away, I would get a call from my dad asking if I had made it to the airport yet. My mom would recite times where she had to go out to the street or front porch to get my dad to come back inside after I left. She would share that he was really sad and moping around the house days after I left. I would feel the same way, but I would never tell him because I wanted to be strong for him and didn't want him to worry about me. But this is why I would return so often. The truth is, I missed him and I needed him, probably more than he needed me. After losing my dad, although losing my dad has been devastating, it has been more difficult watching my mom lose her partner. For the last 50 years, he was a husband. They shared a life together, raised children, fell asleep at night together, laughed and cried together. Last year, my dad told me that he needs to live longer so that he can take care of my mom as she gets older. She needs someone by her side to hold her hand, and I know what brings him peace is that my dad knows that my mom, Chikoin, and I will look after each other. I get to see you and all my brother, and all your brothers and sisters. Baekwon, Chuteng, Chuting, Chuhib, Chuthong, and Goham. I don't know how I could have gotten to today without you guys. I'm so grateful. Today we are honoring your life and legacy, Dad. In my grief, I find comfort in knowing that you get to be with your parents again. And after 49 years, you finally reunited with your son, my brother, and you. You can finally rest in peace. I love you for all eternity. Supposed to read after that. My name is Sung Kwon, and I am Lida Combs' eldest daughter. I want to thank everyone who is present here in the name of love and respect for my dad. And I also thank you to all who have reached out to our family to share stories about Dad. It has been wonderful hearing about him in all of the different stages in his life, especially about his childhood years. Those are always fun and great to hear about how far back some of his characters, characteristics existed. Everyone seems to have a genuine smile when you're talking about him, and it feels good to know that he is known as a good man, and not only by his close family and friends. It has been very helpful and healing, so thank you. Hearing from everybody also continues to remind me of how magnanimous Dad was. It's amazing how many people he was able to reach. My sister and I grew up with him always as a community leader. And honestly, as a kid, I would get annoyed at how much I had to share my dad with all of his work. But he would tell me, Gwen, we have a duty to show everyone around us that we as Vietnamese people are somebodies, that we are allies and friends, that we exist and can contribute to making the world around us a better place for one another. That takes a lot of time, energy, and sacrifice. And sometimes the sacrifice is even of ourselves. So you have to educate yourself and make sure that what you are fighting for is worth it. As a 9-year-old, I think I only understood maybe a quarter of his words. Today, it blows my mind how he didn't pass out of exhaustion after a few years, because he did this type of work for almost 4 decades, all the way to the end. Just last summer, he had spent 2 months engineering what he called a flag monument. And this post right here is actually part of it. This thing had pictures of dragons, like
cascading up the sides, like there were gigantic water bags that had to be filled and carried to stabilize the base so that when the one wind hits it, it doesn't topple over and have the whole thing come down. He lost all muscle in his hands, so he had my uncles helping screwing things in and out, duct taping for hours at a time. The whole thing had to be delivered to Westminster, be set up and torn down at different locations several times for 3 days. And I mean, it was such a challenge, especially with his health conditions. He would sleep hard after each event. There were even sometimes we were late to an event because he was so tired and he was trying so hard. But it was also the happiest I had ever seen him. He would sing and dance along. There were these dance routines that he still remembered from I don't even know how long ago. But the vibe reminded me that when a DJ slaps an old song or jam from way back in the day and everybody starts reminiscing and doing like the Roger Rabbit or the Running Man, or my dad's personal favorite, the Macarena. He was just this vibrant young man again. And you can see the energy and the sparkle in his eyes, and that made me so happy to see. That kind of true joy is inspirational. 5 years ago, my sister's wedding, he had sporadically, at the last minute, made these like name tag badges. I brought one here today. And I know it's hard to see from all the way back there, but he doesn't have much design skills. Like, he likes to use all of the options, all of the colors, all of the fonts, all the formats. A side note, this is also why he loves buffets, because you don't have to choose anything. You can have it all. But anyways, your eyes are just roaming and blinded and dizzy from trying to read like one of his business cards or one of his advertisements. And here I'm talking about this name tag badge thing. Each person's name in the family was designated. The back has a paper clip that's duct taped to it so that part of the paper clip can clip onto your collar or tie or whatnot. Dad was the Vietnamese MacGyver. So he brings these out as a surprise during one of his speeches at my sister's wedding. All the guests have stopped everything to pay attention. And at this time, I'm like, oh, we are all in our finest garments. The wedding is supposed to be on schedule. Why are we wasting precious time trying to hand out badges to their respective owners? Why would we want to put these on right now? But what I was missing was that this was my dad's way of showing his love to my sister and our family. And it's a grandiose gesture to do it in front of all the guests. His eyes are weak. He probably spent days just designing the graphics on a computer. He had no hand strength again. And he had to figure out how to engineer the back of his badge so that it was doable for it to function and also for him to achieve. So this ugly badge, at the time, I despised it. And now I find myself holding on to it for dear life because I finally get it. He had put so much effort into it because for him it was worth it. There are many stories. Those are my stories to share today. I wanted to return the favor to all of those lovely stories that I got to hear. Today we pray, or wish, or send my dad's spirit in our own special way into the next world. And I'm really gonna miss having him physically around to help guide me through life. But I believe that his spirit will come down and visit every once in a while to hang out and remind me of how much he cared. To Bolt, my dad, my uncles, who are also my father figures, especially Chitong and Gosong, and to all fathers in this room, I would like for you to know, or maybe hear again, thank you for listening. Sorry for all the headaches and pains of raising children.
Thank you for your support. Thank you for trying to teach us, even when you know we're being stubborn and rebellious. Thank you for your sacrifices. And thank you for loving us. I love you, Bull. Xin cảm ơn hai con Xuân Quỳnh, Ben và Xuân Nguyên, Quỳ Điếp. Chúng tôi thoáng nghe thôi để nói rằng các cháu đang cảm động và đến những kỷ niệm thân yêu đối với cha già, những lời nhắn nhủ cho mẹ và những điều trong tương lai. Các cháu nói rất rộng và thoáng. Và bây giờ chúng tôi xin hân hạnh để mời người cháu gọi bằng bác, cháu Lại Ngọc Anh Thư sẽ phát biểu đôi lời cho bác Doan Bautista Lại Đức Hùng. Xin mời Lại Ngọc Anh Thư. Bây giờ con tên là Anh Thư Lại Ngọc, con là con của Lại Đức Tiến, cháu của Lại Đức Hùng. Thì bây giờ ai cũng lên đây cũng nói được những cái câu chuyện về bác thì nó rất là dài, không thể nào mà nói hết được, ngày và đêm cũng không hết nổi. Thì con rất là cảm động, thì con chỉ muốn cảm ơn bác Hùng đã dạy dỗ cho tụi con và có thể noi gương theo những cái gì bác đã làm để tụi con có thể được ngày hôm nay. Kính yêu để cha mẹ bề trên biết chọn biết hiếu, như kính trên nhường dưới, giống như ông lời ông bà nội dạy như vậy. Thì thôi, con muốn nói lời cuối cùng đến bác. Con gửi đến bác những cái gì bác đã, những thời gian qua con đã nói đương theo bác. Và bây giờ bác ở trên cao thì bác phù hộ cho bác Mai, mấy chị và mọi người trong gia đình Lại Đức và tất cả mọi người được sức khỏe dồi dào. Và con chỉ muốn là cầu mong tất cả mọi người chỉ có một cái sức khỏe giống như giờ ba con đây cũng lớn rồi,